ngô này thả vừa thôi để cho nó có thời gian nó xay. Xay nát ở đây thì ra được ngô. Đó. Máy nó nhỏ, máy nó pha này thì nó phải nát ngô ra được. Nó lành thì nào đấy không? Ngô cứ thả ít một thì nó ra rất đều. Còn thả nhiều thì phải chờ phải xay nát thì ra được. Đấy nó nát rồi thì bắt đầu ra bình thường. Đó. Đấy, ngô không đó. Đấy. Thì ra ít một vào này thì trong khi đó là chơi những người thả nhiều ra, nhưng mà thả nhiều nó phải chờ cái thời gian thay nát hết này, nhưng mà chờ mất một vài phút nó thả lên đến đâu nó nát đến đấy ra đều, các hiểu chưa? Nó phải thay nát ngô ra được đấy, các hiểu không? Không đủ gần hai lần mà như thế đó, nó gần hết để tắt bỏ, có là mòn vàng đấy.